Hi, xin chào tất cả anh chị em đồng ngư đã đến với kênh của Nguyễn Quy Ruby. Thì kênh của Nguyễn Quy Ruby, trại của Nguyễn Quy Ruby thì ở Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ. Đầu tháng 11 bên em sẽ cập nhật một số dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi, siêu đãi dành tặng cho anh chị em. Thì đợt này anh chị em mua đơn hàng 300k thì bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ tặng cho anh chị em một túi cám 50g như thế này. Chương trình được áp dụng từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 7 tháng 11 2023 anh chị em. Thì dòng đầu tiên bên em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Dumbo Bit Elatium tiện giống. Dumbo Bit Elatium tiện giống thì bên em bán cho anh chị em chơi lẻ là 90k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì bên em sẽ để cho anh chị em chơi là 400k thôi. Dumbo Bit Elatium tiện giống combo 5 cặp 400k, lẻ thì 90k một cặp anh chị em. Thì số điện thoại Zalo bên kênh của Nguyễn Quy Ruby có ghim trên góc phải màn hình. Anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo hoặc là điện trực tiếp cho em cũng được. Số này em cũng đang sử dụng. Thì bên em sẽ nhận ship á, là đơn hàng từ 200k, phí ship toàn quốc là 40k. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái thùng xốp để anh chị em chơi và không tính phí thùng xốp. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng rồng đỏ BDS Hormone nha anh chị em. Rồng đỏ BDS Hormone lẻ là 80k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, là 300k. Rồng đỏ BDS Hormone lẻ 80k một cặp, combo 5 cặp thì chỉ có 300k thôi nha anh chị em. Anh chị em thấy cái vây đuôi BDS của con rồng đỏ BDS Hormone cực kỳ đẹp không? Xây là xây cực kỳ đẹp luôn. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ tư vấn chốt đơn các dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby đợt tháng 11 này cho anh chị em. Thì trên thân mình của nó có một lớp lưng latium BDS Hormone cực kỳ đẹp luôn, xay là xay chà bá bự luôn, số lượng cực kỳ nhiều luôn, anh chị em cần thì cứ liên hệ. Tiếp theo thì là dòng rồng xanh latium nha anh chị em. Rồng xanh latium á, thì là 70k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 300k thôi. Thì trên thân mình của nó có một lớp màu xanh latium cực kỳ đẹp luôn, xay sinh sản số lượng cực kỳ nhiều luôn. Thì bên em cũng xin nhắc lại chương trình và cách thức mua hàng của bên kênh Nguyễn Quy Ruby cực kỳ đơn giản cho những chị em đã từng mua hoặc chưa mua bên kênh của Nguyễn Quy Ruby. Thì anh chị em chỉ cần chụp màn hình cái loại cá anh chị em yêu thích và gửi qua số điện thoại Zalo thì bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em các dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi, siêu đãi dành tặng cho anh chị em đợt tháng 11 này. Thì anh chị em thấy gồng xanh BDS Hormone cực kỳ đẹp không? Vây là vây BDS Hormone luôn anh chị em. Giá cực kỳ rẻ luôn. Rồng xanh Latium chỉ có 70k một cặp thôi. Combo 5 cặp thì chỉ có 300k thôi anh chị em. Đây là con mái của con rồng xanh Latium anh chị em. Thì đợt này bên em cũng có cập nhật các dòng cá lóc vây xanh á. Nếu anh chị em mà yêu thích cá lóc vây xanh thì có thể coi tới cuối video thì bên em sẽ cập nhật và báo giá cho anh chị em. Tiếp theo là dòng Blue Chubby. Blue Chubby BDS Bestel anh chị em. Blue Chubby BDS Bestel là 60k một cặp anh chị em. Thì thân mình của nó là ở sau là bản đuôi BDS Hormone á, BDS màu xanh dương đậm, ở trước là màu thân đen sọc cam, thân đen chấm bi sọc cam đó anh chị em. Blue Chubby BDS Bestel chỉ có 60k một cặp thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn, cực kỳ mềm luôn, phù hợp cho anh chị em mới tập chơi. Chị em mua về chơi thủy sinh, thùng xốp, hồ kính, non bộ. Đặc biệt dòng này anh chị em thả hồ kính thì cái vây đuôi BDS của nó bung ra cực kỳ đẹp luôn anh chị em. Blue BDS Big Sale. Tiếp theo là dòng coi đỏ Gene anh chị em. Coi đỏ Gene thì combo 5 cặp chỉ có 150k thôi. Thì đầu màu đỏ đỏ như cái nón bảo hiểm để bảo vệ nên anh chị em. Giá cực kỳ mềm luôn. Thì dòng này tại sao người ta kêu là coi đỏ Gene? Thì tại vì nó không có lên cái tai bơi đó anh chị em. Nếu hai bên nó lên tai bơi là người ta kêu là coi ghét e, thì coi ghét e thì giá trị nó sẽ cao hơn. Dòng coi đỏ ghen e này thì phù hợp cho anh chị em mới tập chơi á. Anh chị em ngán chơi coi ghét e thì có thể chơi coi đỏ ghen e, rồi chúng ta học hỏi kinh nghiệm có một thời gian là chúng ta sẽ chơi coi ghét e. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em một dòng cá quốc dân có bên trại lúc nào cũng có, được mang tên là Blue Tarzan. Blue Tarzan dân lẻ thì là 40k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì cũng chỉ có 150k thôi. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi nè là dòng coi ghét e tiện giống là 90k một cặp anh chị em. Giống máy đều lên tay bơi cực kỳ bự luôn, thì có những con máy lên lưng cực kỳ sâu luôn anh chị em.
Thì dòng con GE này là đặc biệt của nó là lúc nào xây con cá máy nó cũng sẽ bự hơn cá trống. Này là đặc thù của nó là vậy. Nên anh chị em mới tập chơi, anh chị em chưa biết thì nên em nói trên đây cho anh chị em biết. Chứ không thôi giao rồi anh chị em nói sao mà con máy bự con trống nhỏ, sao con bự nhỏ nó không đều, là tại vì dòng đặc thù của con koi GE là con cá máy thì lúc nào xây nó cũng sẽ bự hơn cá trống anh chị em. Koi GE tiện giống thì chỉ có 90k một cặp thôi, trống máy đều lên tay bơi cực kỳ đẹp luôn, thì số lượng cũng có hạn, anh chị em cần thì cứ liên hệ. Tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Meta Bluetail. Meta Bluetail thì chỉ có 70k một cặp thôi, combo 5 cặp thì chỉ có 300k thôi anh chị em. Thì thân mình có nó là màu xanh dương nước biển, bản đuôi là xanh dương nước biển, thân mình là bản chấm bi sọc dạng như là màu da rắn nha anh chị em. Meta Bluetail thì chỉ có 70k một cặp, combo 5 cặp thì chỉ có 300k thôi. Thì bên em tiếp theo cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Dumbo Panda. Dumbo Panda thì cũng chỉ có 70k một cặp thôi anh chị em, giá cực kỳ mềm luôn. Thì Dumbo Panda này á, ơn trước thân mình có nó là một lớp lưng full latium trắng cực kỳ đẹp, ơn sau là bản thân đen, kêu là Dumbo Panda, chỉ có 70k một cặp thôi, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Thì số lượng cũng được tầm vài mươi cặp thôi, anh chị em cần thì cứ liên hệ để bên em sẽ cập nhật và chốt đơn báo giá cho anh chị em. Thì sẵn đây bên em cũng xin nhắc lại chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi dành tặng cho anh chị em đợt tháng 11 này của bên kênh Nguyễn Huy Ruby, dành tri ân cho tất cả các anh chị em đã tin tưởng ủng hộ kênh Nguyễn Huy Ruby trong suốt thời gian qua. Là anh chị em mua đơn hàng 300k thì bên em sẽ tặng cho anh chị em một túi cám 50g được quay đầu video chưng, được áp dụng từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 7 tháng 1 2023 anh chị em. Tiếp theo em cập nhật cho anh chị em đó là dòng rồng tím mô sắc. Rồng tím mô sắc thì cũng chỉ có 60k một cặp thôi anh chị em, thì lưng là full latium cực kỳ đẹp luôn, bản đuôi tím mô sắc cực kỳ đẹp. Rồng tím mô sắc 60k một cặp, giá cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo là dòng full ghép Blue Air anh chị em. Full ghép Blue Air thì cũng chỉ có 50k một cặp thôi, xây là xây sinh sản luôn. Thì dòng này được lai tạo từ con Dumbo Red Tail và con full ghép BDS anh chị em, nên mang thân mình màu đỏ của con full ghép BDS và tay bơi màu xanh của con Dumbo Red Tail. Full ghép Blue Air thì chỉ có 50k một cặp, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ tư vấn chốt đơn cho chị em, hoặc là anh chị em điện trực tiếp vẫn cũng được, thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị em. Thì đợt này bên em có cập nhật các dòng cá lóc vây xanh, anh chị em có cần có nhu cầu thì cứ coi tới cuối video em sẽ cập nhật và báo giá cho anh chị em. Tiếp theo là dòng H Blue BDF Bestel đó anh chị em. H Blue BDF Bestel lẻ là 60k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì bên em sẽ để cho anh chị em chơi là 250k. Thì anh chị em thấy cái vây đuôi BDS Hackmon cực kỳ đẹp luôn. Dòng này anh chị em thả hồ kiến thì bao đẹp, bao ngầu, bao phê luôn anh chị em. Nhâm nhi ly cà phê tối ra ngắm cá dưới ánh đèn chiêu chiêu cực kỳ đẹp luôn. H-Blue BDS Bestel lẻ 60k một cặp, combo 5 cặp thì chỉ có 250k thôi anh chị em ơi. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng lốc vây xanh nha anh chị em. Lốc vây xanh size 13 đến 18 á, thì bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 90k một con. Thì nếu anh chị em bắt chống máy á, thì cứ liên hệ bên em sẽ để giá tốt và hữu nghị cho anh chị em. Thì cuối video bên em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ kênh Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua. Xin chị em để lại một lượt like, một lượt bình luận, một lượt subscribe, một lượt đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè biết thêm về kênh của Nguyễn Quy Ruby. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ đồng hành cùng kênh Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ.